mình sẽ ăn cơm với cánh gà chiên nước mắm nha các bạn nha. Mình sẽ ăn cơm cùng với, đây là cải xào, bắp cải xào á bạn. Mình sẽ xào chung với củ cải đỏ cho nó đẹp đẹp nha mấy bạn. Rồi bây giờ xin mời mấy bạn ăn cơm chúng mình luôn nè. Xin mời. Hôm nay cánh gà chiên nước mắm ngon lắm bạn. Wow. Rất vừa ăn. Này vừa ăn là không cần chấm nha bạn nha. Bắp cải ngon quá. Mưa sáng giờ bạn. Mưa quá trời mưa. Rất là hấp dẫn bạn. Thơm quá. Cái cánh rất là ngon nha bạn. Chiên mới giòn.
Mặn mặn còn ngọt lắm. Giòn ngon mà. Qua cho bạn à, các bạn thấy cánh gà chiên nước mắm của mình rất là ok, là mấy bạn tặng cho mình cái like và một lượt đăng ký nha. Cảm ơn rất nhiều, xin bye.